Quý khán giả thân mến, tuy không quy mô và hoành tráng như đường hoa của những năm trước, nhưng đường hoa nghệ thuật Cần Thơ cũng đã thu hút rất đông sự quan tâm, yêu thích và chiêm ngưỡng của người dân. Cùng với đó, những tiểu cảnh mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 được thực hiện ở nhiều nơi, vừa góp phần làm cho không khí mùa xuân thêm vui tươi đầm ấm, vừa tạo điểm nhấn nhằm phục vụ nhu cầu tham quan và chụp ảnh của người dân dịp Tết. Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Giáp Thìn năm 2024 tại công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều, sáng ngày 29 Tết. Với chiều dài khoảng 200m, bao gồm 14 tiểu cảnh, mô hình được trang trí nổi bật, bắt mắt và ý nghĩa. Điểm vui xuân này đã thu hút rất đông người dân đến tham quan và chụp ảnh. Có được cái điểm để cho giống như là bà con vui xuân đón Tết, như là để nơi để lưu lại những kỷ niệm của đầu năm mới, thì đó là một cái đáng quý mà cũng của, nói chung là của lãnh đạo phố quan tâm tới bà con trong dịp vui xuân đón Tết năm 2024. Đã có công viên sẵn rồi, nhưng mà cái cách trang trí thêm như vậy thì tôi thấy rất là tươi, rất là đẹp, để bà con mình, đặc biệt là bà con mình trong thành phố có thể là qua đây chụp hình vui chơi trong dịp Tết. Không chỉ có đường hoa nghệ thuật tại công viên Sông Hậu, hiện trên địa bàn quận trung tâm của thành phố còn có nhiều điểm thu hút sự quan tâm của người dân. Đơn cử như khu vực trước cổng Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại đây, ngoài tiểu cảnh mừng xuân, mừng thành phố Cần Thơ 20 năm trực thuộc Trung ương, còn có sự kết hợp của hàng trăm cây mai vàng rực rỡ, nên đã trở thành địa điểm chụp ảnh rất đẹp và lý tưởng. Thật sự thì em cũng cảm ơn người ở thành Cần Thơ này, ban lãnh đạo để tạo điều kiện cho người dân của mình có cái điểm chụp hình đi tham quan dạo để chụp những cái bôi ảnh đẹp hơn. Em hy vọng mọi năm nào cũng được như vậy. Năm nay thì thành phố Cần Thơ này thấy có nhiều cái đổi mới. Thì thấy vừa qua có cái dấu ấn là kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Cho nên nó thấy về cái phong cảnh để cho người dân đi chụp hình xuân á thì nó đa dạng, rất là đẹp. Người dân rất là phấn khởi và rất hài lòng. Gia đình chúng em chọn ngày 29 đi để lúc này sắc hoa còn đang rất là tươi sắc và cũng tranh thủ những cái giờ nghỉ ngơi đấy, đi sum họp cùng gia đình, có những hoạt động chung vui cùng gia đình ạ. Thì đường hoa năm nay rất là đẹp và đặc biệt là khu vực hoa mai là hoa đặc trưng của miền Nam, sắc hoa mai rất là rực rỡ. Ngoài ra, những ngày giáp Tết, khu vực Bến Ninh Kiều và phố Ông Đồ cũng đón một lượng lớn người dân đến du xuân. Người người trong trang phục yêu thích tạo cho mình những kiểu ảnh đẹp mắt để cùng lưu lại những khoảnh khắc thiêng liêng về tình bạn, tình yêu lứa đôi và tình cảm gia đình. Tuy không quá nhộn nhịp nhưng rất hân hoan và hạnh phúc, bởi ai cũng cảm thấy được một mùa xuân ấm no và thịnh vượng đang về trên thành phố trẻ thân thương.